các bạn ngày hôm nay thứ tư ngày mùng 8 tháng 1 năm 2020 kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm rụng rời nhận tin công an tham nhũng nhiều nhất. Kết quả khảo sát của người dân tại Việt Nam vừa được đưa ra đã khiến Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có thể sẽ mất đi cơ hội thăng tiến tại đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến được tổ chức vào năm 2021 tới đây. Vì cơ quan công an nơi ông phụ trách và lại là khu vực bị người dân chỉ ra đó chính là ổ tham nhũng lớn nhất cả nước. Và báo chí quốc tế đang đăng tỏa hàng loạt về vụ việc này. Khảo sát người dân Việt Nam, công an đứng đầu danh sách tham nhũng. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang là Bộ trưởng ở đây, nhưng cơ quan do ông phụ trách thì đang tham nhũng một cách nặng nề. Công an nói chung đứng đầu danh sách tham nhũng ở Việt Nam. Theo một khảo sát, trong năm 2019, vừa được tổ chức hướng tới minh bạch công bố vào hôm 7 tháng 1 vừa qua tại Hà Nội. Nếu tách riêng cảnh sát giao thông, chức vô địch về tham nhũng thuộc về lực lượng này với tỷ lệ ý kiến đánh giá tiêu cực nhiều nhất từ người dân. Cuộc khảo sát cho thấy có 5 nhóm đối tượng bị xem là tham nhũng nhất gồm cảnh sát giao thông chiếm tới 30% bình chọn của người dân công an 20%, cán bộ thuế 17%, lãnh đạo doanh nghiệp 15% và cán bộ công chức nhà nước 13%. Thì như vậy là với những đánh giá của người dân thì hoàn toàn chính xác. Vì khi hàng ngày họ phải đối diện với tất cả những sự thật diễn ra và họ đã phải trả rất nhiều tiền cho cảnh sát giao thông, cho công an và cho các quan chức của chính quyền để có thể làm được những việc mà đáng nhẽ những người đó phải phục vụ người dân. Và ngoài ra tổ chức minh bạch tại Việt Nam cũng vừa họp báo và đưa ra thông báo chi tiết tại Việt Nam cũng như trên thế giới về tình trạng tham nhũng tại Việt Nam vẫn nặng nề. Đây là hình ảnh hội thảo công bố báo cáo về phong vũ biểu chỉ số tham nhũng ở Việt Nam vừa được tổ chức minh bạch viết tắt là TT phối hợp tổ chức tại Hà Nội vào hôm 7 tháng 1 năm 2020. Tham gia khảo sát là 1.085 người ở 19 tỉnh thành phố. Báo cáo mang tên Phong vũ biểu tham nhũng ở Việt Nam 2019 của Hướng minh bạch cho biết như sau. Hướng minh bạch tên viết tắt là TT được thành lập vào năm 2008 là tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam có mục tiêu góp phần vào việc phòng ngừa và đấu tranh tham chống tham nhũng. Tháng 3 năm 2009, TT đã trở thành cơ quan đầu mối quốc gia của tổ chức Minh bạch quốc tế viết tắt là TI tại Việt Nam. Và vấn đề tham nhũng của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành quốc nạn số 4 trong đời sống của hàng triệu người dân cả nước. Đây là hình ảnh hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn đã gục ngã trước các khoản tiền hối lộ lên đến hàng triệu đô la từ chủ doanh nghiệp mafia Phạm Nhật Vũ với mưu đồ rút ruột ngân sách quốc gia hàng nghìn tỷ đồng. Ở đây là hình thức tội phạm không mới nhưng diễn ra càng ngày càng nhiều tại Việt Nam với sự tiếp tay của các đảng viên đảng Cộng sản cao cấp. Báo cáo của TT cho hay 73% số người được vấn ý nhận xét rằng tham nhũng ở vào mức nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. Trong khu vực công bao gồm cả các ngành dịch vụ mà nhà nước sở hữu quản lý và điều hành. Một tỷ lệ lớn người tham gia khảo sát, 43%, xếp hạng tham nhũng ở vị trí thứ tư trong danh sách những vấn đề quan trọng nhất mà chính phủ Việt Nam cần giải quyết. Đứng sau xóa đói giảm nghèo, an toàn thực phẩm và an ninh tội phạm. Thì như vậy là vấn đề tham nhũng đã trở nên là một vấn đề thứ tư và nó rất bức xúc người dân vì hàng ngày họ đã bị những quan chức của Đảng Cộng sản tiếp tục bòn rút những số tiền ít ỏi của họ. Và từ xã đến huyện, tỉnh và trung ương tại Việt Nam khắp nơi đều có đảng viên đảng cộng sản thay nhau tham nhũng bằng mọi cách của công cũng như tìm và bắt doanh nghiệp và người dân phải nộp những khoản tiền lớn một cách bất hợp pháp để có thể thỏa mãn vị trí của mình và tiếp tục duy trì điều đó. Đây là hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông Việt Nam kiểm tra giấy tờ người điều khiển phương tiện. Và cái lực lượng này cũng được cho rằng đã ăn hối lộ nhiều nhất. Điều này cho thấy người dân Việt Nam ngày càng quan ngại về tham nhũng. TT đã nhận xét và như vậy. Và so sánh rằng vấn đề này đã nhảy từ vị trí số 7 cách đây 2 năm lên vị trí thứ 4 hiện nay. Tuy nhiên, nhìn chung theo báo cáo, cảm nhận của người dân Việt Nam về tình trạng tham nhũng trở nên tích cực hơn trong 3 năm qua. Khảo sát năm 2019 cho thấy 43% người Việt Nam nghĩ rằng tham nhũng ở Việt Nam tăng lên trong 12 tháng qua. Mức này thấp hơn đáng kể so với 58% có suy nghĩ như vậy hồi năm 2016. Trong khi đó, 26% cho rằng tham nhũng đã giảm, như vậy số người có cái nhìn lạc quan đã cao hơn so với mức 17% vào năm 2016. Và chiến dịch đốt lò của ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã diễn ra nhiều năm nay, nhưng tham nhũng ngày càng tinh vi, khó phát hiện và chúng bao che cho nhau để tiếp tục đục khoét công quỹ và tài sản của nhà nước thành cả cá nhân và thậm chí chúng đã tìm mọi cách để bắt và giam giữ rất nhiều người chống tham nhũng vào tù. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hiện là trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng trong một cuộc họp gần đây. TT đã bình luận rằng trong vòng 3 năm trở lại đây, khung khổ pháp lý về phòng chống tham nhũng đã được cải thiện nhiều và nhiều biện pháp và hành động phòng chống tham nhũng cũng được thực thi và một số quan chức cấp cao cũng đã bị đưa ra truy tố. Gần một nửa số người được khảo sát, tức là 49% nói các biện pháp phòng chống tham nhũng của nhà nước có hiệu quả hoặc rất có hiệu quả, tăng hơn gấp đôi so với tỷ lệ 21% vào năm 2016. Theo báo cáo của TT đã chỉ ra như vậy. Và mặc dù người đứng đầu chính phủ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì luôn hô hào không nhận quả biếu, nhưng thực tế thì các cán bộ dưới quyền của ông đều lần lượt phải ra tòa vì tham nhũng, nhận hối lộ ngày một nhiều và con số lên tới hàng triệu đô la. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố gần đây nói rằng nghiêm cấm việc biếu tặng quà Tết và chúc Tết lãnh đạo cấp trên. Góp ý về cách thức đẩy lùi tham nhũng hơn nữa, 36% ý kiến của người dân cho rằng cần nâng cao tính liêm chính của cán bộ, công chức, nhà nước và một tỷ lệ lớn 39% đề nghị áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với đối tượng tham nhũng, TT viết trong báo cáo vừa công bố. Bản báo cáo cũng cho thấy một điều đáng khích lệ là 71% những người được khảo sát nghĩ rằng họ có vai trò trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tỷ lệ nêu trên cao hơn nhiều so với các mức là 55% của năm 2016 và 60% của năm 2013 đồng thời là tỷ lệ cao nhất tính đến, đến nay về số người có quan điểm như vậy. Tuy nhiên, TT cũng lưu ý rằng gần một nửa những người được vấn và phỏng vấn thú nhận họ không tố cáo tham nhũng do sợ phải gánh chịu hậu quả. Điều này hết sức tai hại vì khi chính người dân đang phải chịu tham nhũng nhưng họ không dám nói những điều đó ra trước công luận cũng như báo, chính quyền để xử lý những cán bộ tham nhũng này vì sợ bị trả thù ngay cả các cán cơ quan bảo vệ pháp luật của đất nước và công an, quân đội thì cũng tham gia tham nhũng và rất nặng nề. Đây là hình ảnh Bộ Chính trị Ban Bí Thư và Đảng Cộng sản Việt Nam đã thi hành kỷ luật 3 tướng công an, quân đội bao gồm Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân và Nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân Phương Minh Hòa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đẩy mạnh chống tham nhũng trong nhiệm kỳ của ông. Mặc dù vậy, TT nhận xét rằng một số kết quả của khảo sát mang lại niềm hy vọng về những thay đổi tích cực trong thời gian tới. Cần tiếp tục duy trì đà phát triển này nhằm giảm tham nhũng và đảm bảo phát triển bền vững. Báo cáo của TT đã viết như vậy. Và với những cái cán bộ công an cấp cao cũng tham nhũng và lợi dụng chức vụ và quyền hạn và làm rất những nhiều những cái điều mà gây tác hại cho đất nước đất nước và cho công quỹ thì đây là một điều hiểm họa rất nguy đối với Đảng Cộng sản Việt Nam vì vấn đề tham nhũng nó đã ăn mòn vào đến tận bên trong của Đảng và nó làm cho vấn đề Đảng tồn tại hay không tồn tại nữa trở nên mong manh. Và mặc dù chỉ với mức lương khoảng một chục triệu đồng mỗi tháng nhưng những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lại sở hữu những khối tài sản hàng trăm tỷ đồng mà không thể chứng minh nguồn từ tiền từ đâu ra mà có. Đây là hình ảnh khu dinh thự của bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Qua bản báo cáo, tổ chức phi lợi nhuận này cũng đưa ra một số khuyến nghị có ích cho đà tiến lên. Có xét đến bối cảnh tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra. Về phía Đảng và Nhà nước, hướng tới minh bạch, khuyến nghị ba việc lớn. Thứ nhất là tiếp tục tăng cường thực thi hiệu quả luật phòng chống tham nhũng 2018, nhấn mạnh vào các quy định về ứng xử xung đột lợi ích và kê khai tài sản. Thì với những tài sản khổng lồ như thế này, thì các bạn thấy là quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam rất giàu có và khi số tiền không chứng minh được thì chỉ có từ tham nhũng mà thôi. Đối với những nhà nước pháp quyền như Đức và các nước khác ở châu Âu, thì khi không chứng minh được thì họ phải chịu những hình phạt rất nặng về mặt thuế thậm chí bị tịch biên và bị truy tố trước pháp luật một cách uh, rất nặng vì đã có sử dụng những đồng tiền mà không chứng minh được. Và các chủ doanh nghiệp cũng tranh thủ mọi cách vận động hành lang, kể cả bằng tiền và bằng nhiều cách khác nhau để các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể làm cho doanh nghiệp của họ có lợi ích hơn và lợi thế hơn so với các đối thủ, thậm chí để triệt hạ nhau, họ cũng dùng con đường này. Đây là hình ảnh của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang được tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vốn là một người kinh doanh mì tôm tại Ukraine, sau đó về Việt Nam kinh mở kinh doanh và ông đang dẫn đi xem phân thưởng xưởng lắp ráp ô tô VinFast, một hình thức vận động hành lang cho chính doanh nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng. Thứ hai là cần đưa ra quy định về vận động hành lang, tức là lobby đối với các công ty lớn và các nhóm lợi ích nhằm tránh tác động không chính đáng vì lợi ích cá nhân và ảnh hưởng đến tiêu cực đến kinh tế đất nước và lợi ích của người dân theo hướng tới của minh bạch. Người dân, các tổ chức xã hội và cơ quan truyền thông, kể cả truyền thông mạng xã hội cần được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia vào phòng chống tham nhũng. Đó là khuyến nghị lớn số 3 của hướng tới minh bạch đã được đề xuất trong hội nghị này. Và đưa và nhận hối lộ đã khiến vận hành của bộ máy nhà nước ở Việt Nam trở nên méo mó đời sống của người dân thêm khó khăn, việc kinh doanh của doanh nghiệp bị cản trở và thiếu công bằng. Về phía doanh nghiệp, hướng tới minh bạch gợi ý cho thúc đẩy và thực hành liêm chính, minh bạch trong kinh doanh, nhào tạo nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. Liên quan đến người dân, tổ chức này nhấn mạnh rằng các công dân có thể tạo sự khác biệt trong cuộc chiến chống tham nhũng bằng cách kiên quyết chấm dứt việc đưa và từ chối đưa hối lộ. Và với một thể chế theo chủ nghĩa cộng sản lạc hậu và độc tài như Việt Nam, thì dù người lãnh đạo cấp cao nhất là ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có hô hào chống tham nhũng cho đến hết nhiệm kỳ này thì cũng chỉ như muối bỏ biển. Vì 4 triệu đảng viên Đảng Cộng sản của ông sẽ khó sống nếu không họ không chịu nhập vào đường dây tham nhũng do chính các thế hệ đảng viên trước đã tạo ra. Chỉ có chuyển đổi sang thể chế dân chủ và tự do, đa đảng cùng một nhà nước pháp quyền và tam quyền phân lập thì với có chế, cơ chế kiểm soát lẫn nhau thì có thể phát huy được tác dụng chống tham nhũng. Đây cũng chính là biện pháp vĩnh cửu để thiêu đốt tới vị quan chức tham nhũng cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay, thứ tư, ngày 8 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thời báo chấm để nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bài tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.